Đây rồi mọi người ơi, buổi tối thì nhà Ven sẽ để hết, treo hết những cái váy lên để cho nó bị đỡ bị nhăn á. Rồi sáng mai mới bắt đầu xếp lại, xếp nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là xếp mạnh để nó bị những cái vết hằn á. Ven thích nhất là bộ màu vàng với màu hồng á các bạn. Còn đây là vương miện để cho người mẫu đeo. Tiếp theo đó là những cái bộ mà nữ trang á, cùng màu đi kèm. Đây là giờ sáng sớm rồi nè các bạn, mới ngủ dậy thì lấy máy ảnh đồ ra chuẩn bị các thứ để chuẩn bị đem đi chụp. Nào ạ. Rồi lúc này là Ven sẽ xếp lại những cái váy, cũng không có xếp nữa, giống như mình cuộn cuộn nó lại cho nó đỡ, nó gọn gọn tí thôi. Mình lật ở bề trong ra, bỏ vô trong những cái thùng cắt tông hoặc là thùng nhựa để mình mang đi cho dễ. Xong rồi giờ tới cái màu đỏ rồi mọi người. Cái màu đỏ này cũng đẹp lắm luôn á, lên da ai mà trắng á là nổi bần bật luôn á. Xong màu đỏ này thì dễ xếp hơn mấy cái màu kia. Màu xanh dương thì Ben có hai cái, một cái này có tay lửng, cái này với lại còn một cái nữa là nó không có tay, hở lưng, dạng áo ống á mọi người. Màu xanh biển thì Ven chỉ có một cái thôi, nhưng mà cái này có vẻ thì nó không đẹp bằng mấy cái kia. Rồi còn có áo cưới thì Ven có hai cái hiện tại, còn bên mẹ Ven đang giữ gần 30 cái bên đó, thì đang tìm cách để chuyển qua bên Mỹ. Hai cái này là Ven đặt riêng cho size mà size bự á, Ven lấy size của bạn Ven để mà Ven đặt riêng hai cái này làm mẫu. Ông chồng Ven ra trải cái mền ở trong xe trước, để không thôi nó sẽ bị kim tuyến rớt trên xe khó dọn lắm, cho nên ông bỏ cái tấm mền ở phía sau cái cốp xe, rồi sau đó mình để những cái chiếc váy này lên. Bự quá mọi người. Cái váy cưới tay dài này á là bự nhất luôn á mọi người, là Ven lấy tới size 12 lận. Size này size của bạn Ven. Nhà bữa tối dọn ra để treo ba cái váy lên á, cho nên hơi bừa bộn một chút xíu mọi người ha. Mọi người thông cảm cho Ven nha. Đây mọi người ơi, ở phía đằng sau á toàn là váy cưới không. Bây giờ nhà mình sẽ lên đường đón người mẫu. Thật sự ra bé này là một bé mà làm chung với Ven luôn, chứ cũng không ai xa lạ gì. Bé cũng người mễ.
em sợ nó nói em nói nó đừng làm nail nha, để em mua bộ nail giả vô cho mà đeo, chứ để nó quất bộ nail già mà đỏ vô nữa là em mệt, em mệt lên mệt xuống luôn á. Mua bộ nail xong rồi mua cái thẻ quà tặng cho con bé. Nó không chịu lấy tiền mọi người, nó không chịu lấy tiền công. Thì nói thôi giờ em không lấy tiền công thì chị cũng có cách khác. Con bé, bé dễ thương lắm, tốt tính mà đẹp lắm, đẹp gái lắm. Đây bạn em, là cream. Trên đường đi thì Ven thấy có một cái xe, hai xe bị tai nạn ở trên đường đi. Xe cảnh sát rồi đó, quá trời. Giờ mình lôi mấy cái đầm ra, một đống đầm bên đây. Mẫu thì đang đi cột tóc lại rồi. Đây là mình sẽ chụp hình trong phòng này, với lại ở ngoài hành lang này. Thay đồ, thay đạp rồi nó dễ hơn. Giờ bạn sẽ dán những cái móng tay giả vô nha các bạn, móng tay giả của mình, móng tay của mình. Quay thử shot đầu tiên thì bạn khá là đẹp á. Thì nói chung mà ai mà có theo dõi mình thì biết mình có một cái vlog để quay lại cái nhà của ba mình cho mọi người xem á. Thì mọi người muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể quay lại cái vlog đó xem. Ở đây là trên cái phần trên lầu của ba mình, cho nên là nó khá là rộng rãi á các bạn. Bạn này, bạn mẫu này rất là ăn ảnh đúng không các bạn? Nhìn rất là đẹp luôn. Thì hai chị em mới bắt đầu kiểu như là thay hết 8 bộ đồ luôn các bạn. Là xin. Đang đeo và cái này vô mấy bạn. Đổi cái dress màu hồng bây giờ qua. Hai ba cái dresses vừa xong. Mẫu xong rồi, bây giờ mình sẽ pack mấy cái này đi về. Xong xuôi hết rồi. Quá trời đồ, tùm lum hết các bạn. Hơi mệt nha. Sau khi thay hết 8 cái váy rồi thì Vien sẽ dọn dẹp đi về. Hơi mệt đó các bạn. Tại trời ở ngoài thì rất là nắng. Thì Vien đứng ngay chỗ cái cửa sổ thì nó hắt nắng vô, khó chịu lắm. Okay, here's your tiara back. Okay. And then this is the red jewelry. Okay. And then I have to take off the pearls. Okay. Sau một buổi tầm 3 tiếng làm việc thì mời mọi người cùng xem lại thành quả mà Vien với bé làm việc ngày hôm nay nha. Tổng cộng là hình như là gần 200 bức hình đó. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì Vien đãi bé ăn một bữa ở chỗ mà Vien đang làm lễ tân á các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào clip sau nha. Bye bye.